đẹp hả? Người đẹp vui quá bữa hôm rồi. Không quay một lần nữa. Người đẹp trong chợ Bình Điền này rất vui. Mua mực là vừa Minh Hiếu à. À đâu mực á, mực đâu. Mực tuột á chị, 120 kg hả? 120 kg. Ai có mua là vừa Minh Hiếu em Dung nha. Rồi, đây người đẹp bán mực đây. Rồi cảm ơn người đẹp nha. Cá này có 75.000 ký đó bạn. Cá này là cá lăng 75.000 ký đó bạn. Cá lăng buổi sáng rất tươi các bạn ơi. 75.000 ký thôi, 75.000 khổ luôn. Anh bán nhiều ký vậy anh? Cái nào hả anh? Kẹ nè. Kẹ 170 ký anh. Kẹ 170 ký ở chợ đầu mối Bình Điền nữa các bạn. Rẻ quá. Tôm nè các bạn. Tôm 240. Tôm 240. Tôm 22 con ký. 22 con 1 ký 140 đó các bạn. 240 đó các bạn. Đó 240. Đây anh bạn bán dẹ, bán tôm ở chợ đầu mối sao cô bác? Ai đi chợ Bình Điền ghé mua ủng hộ giùm cho ông Mai ông bạn này nha. Ê ông chủ bán cá lóc đây. Hai chục. Rồi. Cá lóc có 20.000 ký nha các bạn ơi, rẻ quá trời luôn ở chợ đầu mối Bình Điền. Nguyễn Hòa đi tham quan khu bán hải sản tươi buổi sáng ở chợ đầu mối Bình Điền. Vậy này bán tôm ăn mực buổi sáng rất nhiều các bạn ơi. Các bạn ơi rẻ quá trời luôn. Sổ mà. Bán sổ luôn các bạn ơi. Còn to quá các bạn. 212.
cảnh buổi sáng bên ngoài nhà lò mép, đó là mối bình điện. Nhộn nhịp người mua bán rất đông. Điều này bán tôm rất ống nhỏ này giá 70.000 ký nè các bạn, thì 60, cá 35.000 ký. Dài dài đi ngoài nhà lồng ép buổi sáng xem bà con bán cá tôm một đủ thứ loại buổi sáng, cá tươi, đồ hải sản tươi buổi sáng rất nhiều các bạn ơi. Quang cảnh buổi sáng chợ đầu mối Bình Điền, khu hải sản tươi. Chợ Bình Điền này rất vui. Mua mực là vợ mình thiếu à, đầu mực á, mực đầu mực tuột á chị, 120 ký hả? Ai có mua là vợ mình thiếu em dùng nha. Rồi, đây người đẹp bán mực đây. Bữa không quen lần rồi, bữa nay phải lần nữa. Mà mất tiền lần nữa là phải giúp má Tam gì mà cái không quen lần nữa. Rồi, cảm ơn người đẹp nha. Buổi sáng nhộn nhịp bên ngoài nhà lồng ép chợ đầu mối Bình Điền, khu hải sản tươi rất nhộn nhịp các bạn ơi.
thì người bán rau sổ cũng rất nhiều. Ủa, trăm rồi chị. Cá lóc to các bạn ơi, 20.000 ký hả? 20.000 luôn á. Đây ông chủ bán cá lóc đây. Hai chục. Cá lóc có 20.000 ký nha các bạn ơi, rẻ quá trời luôn, ở chợ đầu mối Bình Điền. Chợ hải sản tươi chợ đầu mối Bình Điền buổi sáng rất nhộn nhịp người buôn bán các bạn ơi. Chợ đầu mối Bình Điền bên ngoài nhà lồng ép. Buổi sáng hải sản rất tươi các bạn ơi. Các bạn ở chợ đầu mối Bình Điền các bạn.
sáng nhộn nhịp người mua rất đông các bạn ơi. Lúc này là giá cả sổ nhiêu ký chị? 30.000 ký rẻ quá trời luôn cá ngừ nè. Ký vậy? 130. À, tôm bự này 130 ký rẻ quá các bạn ơi. 130. Lửa cho lửa luôn các bạn. Bự nữa nhiêu ký vậy anh? 8 ký rồi. Tôm bự quá các bạn ơi, 8 ký rất rẻ các bạn. Buổi sáng ở chợ đầu mối Bình Điền các bạn ơi. Rưỡi.
giá 35.000 ký các bạn. 7 kg, trời đầu mối Bình Điền nữa các bạn, rẻ quá. Tôm nè các bạn, tôm 2.4, tôm 2.4, tôm 22 con ký, 22 con 1 kg 1.4 nữa các bạn, 2.4 nữa các bạn, 2.4. Đây anh bạn bán dẹ, bán tôm ở chợ đầu mối sao không quá. Ai đi chợ Bình Điền ghé mua ủng hộ giùm cho ông mày ăn này nha. Chợ đầu mối Bình Điền mua rất rẻ. Quá rẻ. Rẻ bèo. Tôm cũng to quá trời luôn ha, 130 kg rẻ quá.
quan cảnh khu hải sản tươi buổi sáng chợ đầu mối Bình Điền. Kẻ mua người bán rất đông các bạn ơi. Buổi sáng đa số là bán sổ cũng rất rẻ. Đủ thứ loại hải sản luôn các bạn. Bye.
45.000 ký rồi bạn. Chợ đầu mối Bình Điền bên ngoài nhà lồng ép buổi sáng, người dân đi mua bán hải sản rất đông các bạn ơi. Và sau khi tham quan, Nguyễn Hòa chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký ủng hộ kênh A Cộng Nguyễn Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.